Câu chuyện buồn trôi tập tin siêu nhân người nghệ đại chiến quái vật khổng lồ xanh. Ha ha ha, hãy xem sức mạnh quái vật mới của ta đây. Lại là lão bà Ngọc Điền, hôm nay ta sẽ đánh bại người. He he he, ta sẽ cho ngươi một bài học. Đã thua. Dừng tay lại. Hả? Bọn siêu anh hùng đến rồi. Rút lui thôi. Được lắm. Coi như người may mắn đó người nhẹ. Khánh, dậy mau muộn học bây giờ. Mệt quá đi mất. Mẹ ơi, con đi học đây ạ. Cả lớp chuẩn bị làm bài kiểm tra nhé. Dạ, thưa cô, cho em vào lớp ạ. Lại đi học muộn nữa hả Khánh? Mau vào chỗ ngồi đi. Dạ, thưa cô. Này các cậu, chúng mình đi ăn bánh đi. Được đấy, tớ cũng đang đói. Nhiều xe cộ quá, đợi đèn báo hiệu đã. Ui giời, vượt đi các cậu, tớ toàn vượt đèn đỏ suốt. Oh no, Khánh ơi. Có ai không? Mau gọi cấp cứu. Khánh ơi, hi, cậu đỡ chưa? Trò chưa cái tội vượt đèn đỏ nhé. À, chuyện gì thế này? Động đất sao? Không phải đâu, cậu nhìn kìa. Dừng tay lại ngay, lão bác học kia. Hãy xem sức mạnh của quái vật khổng lồ xanh. Còn lâu mới bắt được ta. Chào mừng các bạn đã đến với channel Câu Chuyện Đồ Chơi. Chúng mình tạo video với đồ chơi mỗi ngày. Vì thế các bạn có thể tìm thấy rất rất nhiều đồ chơi trong những câu chuyện hài hước ở đây. Hãy tham gia với chúng mình bằng cách ấn nút đăng ký kênh. Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên like, chia sẻ và comment ở dưới video nhé các bạn nhé. Hãy nhớ comment cảm nhận, góp ý của các bạn. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp thì hãy comment ở dưới nhé. Đặc biệt đừng quên bấm chuông thông báo cạnh nút đăng ký để có thể nhận được video từ Câu Chuyện Đồ Chơi mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Câu Chuyện Đồ Chơi. Chúng mình yêu quý tất cả các bạn.